mà thật sự không ai chở đi hết. Dạ. Tại tại cái của bà nó tới đây rồi. Dạ. Để nằm ở đây, nằm ở đây, chỗ nào, để mặc tính sao. Dạ. Giờ quá tuổi rồi. Giờ bà sống năm nay qua sang năm bà sống được khổ. Dạ. Qua sang năm sống bây giờ có khỏe được cũng khổ, không có làm ăn gì được mà già rồi bệnh hoạn yếu đuối đi đứng không được. Dạ. Tôi nói cậu ấy, tụi bay có nghĩ, tụi bay có nghĩ cô, tụi bay nói vậy hầu là cô còn nhỏ tuổi, cô đi làm cô gửi về tiền phụ để nuôi tụi con. Dạ. Mình bệnh rồi á thì nó sợ, nó sợ lưu được lưu được cái đó dụ tiền bạc, cái nó đi mượn, nó đi mượn nó trả cho bà, trả cho bà đó. Cái con thứ năm nó nói thôi để con gửi cho bà. Dạ. Con lo cho bà đó. Cứ chiều nó mới đem con ra bệnh, nhiều khi bà cao quá gọi điện thoại cho nó vô coi tình hình thế nào, để bà đi bệnh viện. Yeah. Đẩy bà đi bệnh viện mà nó nói tiền nhiêu đây. Giờ bà ngồi luôn lại luôn được không? Ngồi cái tay này là phải chống ha, cái tay này phải chống bà ha. Đúng rồi. Giờ bà nằm đủ xuống đi cho nó khỏe luôn bà. Hay là con lấy cái gối nha. Không được. Không. Con lấy cái gối để bà tựa lưng. Không có được cài nó. Em. Để con lấy con cái cài bằng. Cái gối mới này đi, nằm đi chứ mà tiếc cái gì nữa. Rồi, tựa lưng vô. Đó. Dạ. Chứ bà ngồi, thì bà ngồi đi với con được. Dạ. Ngồi xuống đây, để cái giò xuống. Dạ. Nhưng mà lấy cái giò lên rất là cực. Dạ. Đúng rồi, giờ cái giò nó cứng luôn rồi mà. Ừ, lấy rất là cực. Bà phải nằm xuống đây. Rồi bà mới cong giò nó qua bên này. Qua bên này rồi bắt đầu. Bà mới quay cầm cái trong giường này nè, nó quay qua chứ đâu phải ngồi tự nhiên được đâu. Làm như sao thấy buồn quá, thấy khổ quá, thế kia mà có ai á. Dạ. Ta tới luôn mới chuyện mình đỡ buồn. Dạ. Con không nhận không? Ở đây hồng xóm cũng không có mà. Ừ. Tại vì nó nằm trong này nó sẽ xa quá. Ừ, đây nó heo hút quá. Bên đây chèo có xu. Dạ. Đâu có ai tới đâu. Dạ. Yeah. Mà người ta tới không có thì vợ. Dạ, yeah, đúng rồi, ai cũng đi làm đi ăn hết chứ. Ờ. Dạ. Yeah. Ta tới là chừng ở nửa tiếng đồng hồ là nhiều nữa. Dạ. Yeah. Đó. Chứ mà ở dưới chùa họ cũng thương. Bà nó đem cái này kia nọ lên cho. Nhưng mà lâu lắm rồi họ không có lên nữa. Dạ. Yeah. Chứ không phải là lúc nào ta cũng lên cho bà thôi. Dạ. Người ta quá tốt lúc đó thôi. Dạ. Yeah. Vì cuộc sống ai cũng bận việc hết, lo cái chỗ này tí rồi chỗ kia tí rồi gia đình nữa. Dạ. Tôi nói một người rất là khổ, không ngờ. Để bà cái đèn. Cái đèn bắt chỗ này bà hả? Ờ đúng rồi. Để con bắt cho. Ờ bắt bà. Đây. Hả? Đồ gì ấy đồ con. Thôi bà ăn đi ha, con lấy đồ bà ăn hả? Chưa ăn. Thôi đi giác sáng bà ăn chưa? Sáng thì ăn hạt mới bỏ thuốc rồi. Dạ. Yeah. Giờ con để qua đây bà ăn hay là sao? Chưa. Ăn đi. Ăn sạch. Hả? Yeah. Ăn cái nói chuyện sạch. Bà ăn đi, con không nói chuyện. Ăn xong nói chuyện. Ha. Ăn cho đói. Tao nói đi. Chừng nào ăn. Bữa bà sạch quá trời. Dạ. Sạch. Sạch muốn đi rồi. Dạ. Yeah. Sạch là nó bị ép phổi thở không được á. Thở không được. Ép tim, ép phổi gì không biết. Thở được, thả hỏng hỏng, thiệt đâu, im lặng, thiệt không, nó thở, thở được chán ăn rồi, không muốn ăn nữa. Con có biết không, con ngồi đây, bà không đi đánh, tại vì bà tiểu, bà đổi nó có. Không, con nghe bình thường lắm. Dạ, con nghe bình thường lắm chứ con không có gớm ghiếc gì hết trơn á. Bà có dạ. Trong cái này nhiều cái bậc khổ hơn bà. Dạ. Khổ là vì có con có cái chồng nhỏ ba đứa mà giờ bị dạy cũng khổ không làm gì được
Còn bây giờ biết làm sao, là thằng em đi làm hộ, làm sao hộ mua ở. Dạ. Cái hoàn cảnh của hộ. Dạ. Nhưng bây giờ giải cứu khổ, không phải có người ta chở đi sửa khổ cũng có tiền. Dạ. Bây giờ ba đứa con, một đứa thì nghe nói sao cả tháng rồi, còn đứa thì 4 tuổi, còn đứa thì 8 tuổi rồi. Nó nghe này, như vậy giờ bà đã bắt khổ hơn luôn, khổ là thương mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Yeah. Công nhận không? Dạ. Yeah. À, người thân. Con có cái con lên nhà bà là mũi quá, mũi. Con sợ bà nằm bà không gian mùng á, mũi nó cắn, nó cắn nó bệnh. Tốt nha. Dạ. Tốt nha. Dạ. Vì cái trùng mền chẳng một ai bay đi. Dạ. Chứ giờ bà găng là bà găng này đâu có ai mở. Dạ. Dơ lắm. Dạ. Nội cái mũi bệnh nó ngoài đó bay cũng ấy ở trong đó thì chết. Dạ. Mấy người ngoài đó đó họ họ không dám vô đây. Dạ. Ý chị ở chỗ má có nghĩa gì nữa đó. Dạ, bên bà bên này là nghĩa địa. Ừ. Nghĩa địa là của gia đình mình hả bà hả? Có, ở gia đình không à. Yeah. Mà mấy đứa, mấy người đó sợ. Yeah. Thì không ra. Rồi có cái bà cốt, bà ác. Cái bà cốt, bà coi. Yeah. Bà coi bà nó hoài đẻ, lưng thiên ấm. Yeah. Bà bị, bà có bà lão nghiệp bắt bà đó. Yeah. Cho bà cho bà té đó. Yeah. Tính đi ra mà này cúng. Yeah. Nhưng mà bà nói là bà đã ăn chay lâu lắm rồi, bà đâu có tội gì, nếu có tội thì bắt chết. Yeah. Bà không có buồn. Yeah. Còn như vậy bà đâu có tiền đâu mà cúng cho. Yeah. Cho mấy người bà ăn. Yeah. Giá lại bà đâu có làm gì đâu. Yeah. Bà đâu có phá khách hay là làm gì cho mấy người đó đâu. Họ ở đâu yên đó đâu. Dạ. Yeah. Công nhận không? Bà đâu có làm gì. Mà giờ bắt bà đó, giờ kêu thầy là cúng. Giờ kêu thầy là cúng có tệ lắm. Mấy thầy mà thầy lan. Dạ. Yeah. Thầy cúng gà cúng này cái mà có tệ lắm á. Mình cũng phải 2-3 triệu. Dạ. Yeah, 2-3 triệu luôn á. Ừ. Dạ. Yeah. Bây giờ trong người mình không có 1 đồng bạc. Dạ. Yeah. Kêu mấy người đó hỏi chứ mấy người đó. Ừ. Là cúng tiền đó. Đó. Chứ còn cúng đâu cũng được. Tốt mình là người bà cô cô tục tử mà. Yeah. Mình đâu có thấy. Yeah. Nhưng mà người ta thấy thì người ta làm gì ta làm. Yeah. Chứ hoài bắt hai lầu này thì phải nói cho tôi biết. Yeah. Ờ bà vậy thì mình mới tin. Còn vậy tự nhiên già 70 tuổi rồi đi bán cái số té gãi cẳng bây giờ đổ thừa mấy người rồi vô lý quá. Dạ. Yeah. À, không tin. Không tin là gì. Điều thứ nhất là bà không có thiền. Điều thứ hai nữa là có phải người ta bắt không? Dạ. Yeah. Công nhận không? Dạ, yeah, đúng rồi, đừng nói bậy. Ừ. Và yeah. Thứ ba nữa là tại mình. Dạ, yeah, đúng rồi, do cái duyên số của mình nữa. Tại cái duyên căn của mình nữa. Yeah. Mình dài, ở đó mà đi, đi nói cái số. Dạ. Yeah. Ai thấy cũng sợ hết. Ta đã báo tin cho mình biết rồi mà mình cứ đi tìm chấp nhận cái sự đau đớn. Dạ. Yeah. Chứ mình có thường bà có đồ gì phơi ở ngoài không, ra con lấy cho không mưa xuống rồi để... không có, có đồ gì không? Không. Cái cửa nhà dưới đóng lại bà hà. Ờ. Tạt mưa hà. Con đóng sơ lại. Dạ, con khép lại nó tạt mưa nè. Rồi lấy đồ cấn lại cái cửa nó đóng nó mở không được. Dạ. Yeah. Rồi con dậy đi vậy rồi ai lo cái gia đình. Dạ hôm nay con được nghỉ. Vậy dạ. Yeah. Đó, vậy thôi. Nó cũng hoàn cảnh đi. Để bà bị trớ trêu lại đi cho nó hậu bà ăn ở sao. Như là ta khổ mà hai nhật cái lòng cản trở không có điện ở giữa không nữa. Dạ. Cái đến giờ, bây giờ bà mình chết cho bà được. Cái đó phải biết này nhưng mà bạn cố gắng để học cái này.
thì sống như sao cũng không ạ. Cái tủ nó không phải nó mới vô cái gì riêng với A bà nó nhắc bà ăn uống đổ tháo cục nó làm gì đó vô đây đi làm gì đó nó không làm tí bà cũng nói thôi giờ các con cũng giúp bà một việc giúp dạ tụi bay làm cho tao là tụi bay là phước và thần chứ giờ bà là con nhỏ đó chụp hình để nó đăng là cô ở trong cảnh khổ yeah. Nhưng mà có một nhóm là đó là có là dạ yeah, một nhóm là lợi dụng dạ yeah. Nó cũng vô đây nó chụp hình nó cũng cho bà tiền dạ yeah. Rồi cái nó chụp hình sao nó ra đó nó làm sao cái mấy nhà đất nó cũng vô nó cũng bể đi dạ nó bể bể với bà nó có biết gì cái rồi mấy đứa tụi nó vô nó la bà đó bà nó bà đã có biết gì đó. Dạ nhưng mà con nhỏ đó không biết gì đâu yeah. Nhưng mà lúc nó nghe nó không dám vô nữa à. Con không dám đâu dạ yeah. Mấy anh ở trên Tây Ninh là anh coi cái của con á là anh xuống anh thăm bà xưa nay không có ai tới thăm nữa bà hả? Đó, cha ngồi từ hôm Tết bữa nay có ai tới thăm không? Tết rồi cho nên đó nghe nó xuống xuống rồi nghe cái chỗ đó họ rút luôn. Dạ họ đi luôn hả? Đó. Dạ tội chưa? Thầy bà nghe cái bà không tính. Dạ. Thầy bà nằm ở đây cái mặt bình nghe nói là ở cái linh đã xuống thăm bà nhưng mà nghe cái chỗ lộn xộn đó họ rút luôn. Dạ. Con đi luôn rồi. Thầy bà cũng nghe vậy cho đỡ chết. Dạ thì đâu mà cảnh trớt chui nó đưa cái cảnh khó khăn thì nó chịu thôi bây giờ mà nhìn thấy nó ăn 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 dạ khổ lắm dạ vậy cũng là con có tâm dạ yeah. Con có tâm thì cũng làm người chứ không phải là con thấy là sợ giờ cháu kêu bằng cô bằng gì lâu lâu cũng có này nó thăm bà nó cũng cho chừng 100% đi mượn sổ bà giờ nó ở làm thế này để tâm sự với bà ở nước lên đường nó không nên ở nó ít dàn có chuyện này không thể ở vô được không có ai khi giờ làm sao dạ giờ bà nằm đây thì khi mà có người ở gần đây đi qua đi lại một chuyện với bà đây mà ví dụ như ở trong xóm kia nó có bà con trong xóm rồi họ qua lâu lâu họ chạy qua họ tha họ nói chuyện nó vui còn ở đây mà nó từ ngoài đường mà vô đây nó bên này cũng không có người bên này cũng không có người không có ai hết trơn mà ở trong nhà tôi gọi là học tập đó dạ con lúc nãy con chạy từ trên kia chạy xuống con chạy lố luôn chứ con quên mất tiêu con tại vì cái hồi đó là cái tiệm đó là nó bán thức ăn á mà giờ con thấy nó dọn sạch sẽ rồi dạ tới 3-4 giờ chiều nó mới dọn ra dạ 3-4 giờ mới bán bà hả nhưng mà nó dọn nó bán là bán thôi chứ không bán bún riêu dạ một lần có bán bún riêu dạ à, giờ là bán một mình giấc chiều dạ nhưng mà nó không bán thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ bảy thứ tám thứ bảy thứ hai thứ ba nó không có bán dạ ở bên ngoài đó khách nó không có nhiều dạ đó thì hoàn cảnh cơ trực ba bây giờ ba tấu và niệm phật và mong sao bà ngủ chết mà khó chết ta chết để cho nó khỏe chứ giờ bà nằm lại cái chi mình nó ở bệnh tháng 2 tháng 3 tháng 5 tháng gì thì mình nằm mình chờ hết bệnh dạ còn giờ không vậy bảo giờ sao ai thấy cũng ối hết dạ yeah. Có cái nước là mình chết để cho khỏe mà đâu ai chết à dạ yeah. Nếu mà giờ mình tự hủy á thì mình không có đường đi dạ yeah, cái đó là mang tội lắm á mang tội lắm mà yeah. Không có đường đi mà không có đào thai dạ yeah, đúng rồi mà lại không có chỗ ở dạ yeah. Đi lâu thôi dạ đúng rồi dạ cho nên để bà cố gắng nằm đêm có nhiều cái đêm không có ngủ sáng cũng không có ngủ dạ đó vậy à bây giờ
bà thấy chú bà đã trộn thọ trai quá luôn, bà có phải làm gì bây giờ bà cũng chạy, tại vì bà không nghe lời. Dạ. Không nghe lời người lớn, ta mắc bà không. Dạ. Với lại ta đi ta thấy mình, ta còn nói thôi bà quậy không quậy, quậy con đem quậy vô dưỡng lão đi, để hưởng vô trong sống của bạn bè đi. Chứ mà giờ bà ở ngoài này bị bán vậy, có ngày mà bà bị tai nạn khổ không không nghe, tại vì lúc con đi bán được tiền. Dạ. Rồi đi được nó có nghĩ tới nhà nào. Dạ. Không nghe ta. Dạ. Chứ mình già mình đi vậy ai cũng thương. Thương mà không nghe. Chịu khỏe. Con lấy đồ ăn cho bà nha. Bà chưa có ăn. Ăn đi bà, ăn đi. Giờ ăn có thể nào. Bà ăn đi. Giờ con xúc cơm mới chan nước sâu được. Dạ. Rồi rồi con ăn. Con lấy miếng cơm thôi hả? Đó, bỏ trong cái chén đó con. Dạ. Mấy muỗng bà? Hai muỗng và ăn ít vậy hả? Ồ, ăn hết rồi muốn hết. Dạ, chan nước thôi bà hả? Chan nước thôi. Dạ. Để dễ ăn đó. Dạ. Còn cái thì tùy ăn. Có chan nước tương không? Không, khỏi chan. Dạ. Để bà coi con được nữa không? Để chan mặn bạc nữa. Dạ. Rồi bà ăn đi. Rau. Ăn rau nấu cái này nấu rau với muối không bà Hà? Rau với muối không, bên này chán nước tương nè. Dạ. Cháu đó chút mà ăn từ từ. Dạ. Nhai cho nó đã. Dạ. Ít bữa nữa bà họ đem cơm tới họ cho á, bà nói là nấu nhào nhão á, nấu mềm mềm á cho nó dễ dễ nuốt, chứ nấu vậy nó con thấy nó khô quá. Cái gạo này mà. Dạ. Gạo nhà nước ta cho. Dạ. Nước cho nó mới nấu cho cô ăn. Nếu mà có gạo kia nấu ngon. Dạ. Để lắng nghe. Dạ. Nhỏ mà nó chăm mình đó, không em con mà. Dạ. Cô ăn vậy mà nó khó cho người. Dạ. Nó khỏi mệt chứ không tập ra không muốn. Dạ. Giác sáng là ăn rồi bà ha. Giác sáng ăn rồi chứ mấy bà. Dạ. Giác sáng là ăn rồi. Uống thuốc. Dạ. Lúc mà con xuống kỳ trước á, đã không có thuốc. Dạ. Con xuống đợt trước là thấy bà khỏe nè. Bà khỏe, bà còn đi được, bà ngồi xe lăn rồi bà ấy. Hôm nay con lên con thấy bà nằm một chỗ luôn. Nằm chỗ luôn đó bà. Dạ. Cái tiếng khó. Chúc khỏi cháu. Cháu bây giờ có cái hàng chú xe cảm ơn anh chú xe ăn dùm. Dạ. Bữa nào mà nó nhậu rượu quá thì nó lâu ra cửa làm sao mà không có đóng. Dạ. Rồi ở trước cũng tối tôi có cái chỗ này mà mở cái này thì sáng thôi. Dạ. Tới nó nhậu rồi tới tới cái giờ nó mới về. Dạ. Về nó mới ra nó mở đèn cho bà. Dạ. Sao lắm. Rồi bà ở rồi đó.
chứ đâu phải ở thôi. Dạ. Yeah. Tại vì bà đi đi chợ mà. Dạ. Yeah. Bà làm ở dưới, bà về là anh, là em với là bà chị bán ít nữa. Nó chia tiền cho bà mới vô đây làm ở nhà. Dạ. Yeah. Giờ đi cưa cũng khó quá. Dạ. Đâu có ai là mà làm đơn làm ấy để cưa cho mình lấy là từ 4-5 mét thì mình có. Dạ. Ngồi ngoài đó. Dạ. Thấy mệt quá, bà cũng nghĩ rành ra rành, nghĩ mà thâu vợ già rồi, chết nay chết mai, giờ cả để chấm bán tụi nó làm gì, rồi thằng tụi nó mất cái tình cảm mà người lại không muốn sống bao lâu. Dạ. Bà im lặng. Dạ. Giờ bà không lại. Dạ. Rồi bà đưa con lấy rau cho. Ăn rau nha. Đưa con gấp rau cho. Rau có nước không? Ừ. Cái này rau dền bà Hà. Rau dền đất mình á. Dạ, rau này nó tốt nè. Đưa con miếng nước này cho nó dễ ăn. Đây. Rồi đem vô như thế, đem vô chừng này là ăn luôn giấc tối hả? Ăn cái này rồi ăn, còn để lại cho mèo ăn rồi giấc tối rồi lấy cái khác ăn chứ. Cái này mèo nó đâu có ăn. Dạ. Tại vì nó lạc quá mà, ăn chay nó lạc quá mà. Chết đó. Ở 4-5 giờ á. Ăn này cũng thuốc. Dạ. Tối tụi nó đem gì ra ăn đấy. Dạ. Tối ăn ít lắm. Dạ. Bà ăn tội không? Rau không với cơm trắng vậy đó. Rau này nấu bỏ một muối gì ăn chay mà. Đâu có bỏ gia vị gì nhiều đâu. Tụi nó làm nước tương. Dạ. Nó bỏ nấm rơm nhưng mà nó làm ăn được. Dạ.